Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài luyện tập, thầy có đề là luyện tập 1 đúng không nào? Thì trong bài luyện tập thì thầy đã giải tới bài 24, thì trong clip hôm nay tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở cái bài 25 và bài 26. Còn clip tiếp theo là thầy sẽ quay cho các em ở bài số 5 là hệ số gốc của đường thẳng y bằng ax cộng b. Được chưa nào? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 25 nhé. Rồi chúng ta có bài 25. Câu A các em. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Nghĩa là ở đây người ta cho hai cái hàm số đây. Thấy chưa nào? Thì chúng ta sẽ tiến hành cho điểm và vẽ hai cái hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghi cái hàm số đầu tiên lại và cho điểm nhá. Như vậy đối với hàm số này nó có dạng là y bằng ax cộng b. Thì chúng ta đã biết cái cách cho đúng không nào? Đầu tiên chúng ta sẽ cho x bằng 0 thì chúng ta suy ra y bằng 2. Sau đó chúng ta cho y bằng 0 thì suy ra x chỉ bằng lấy 2 chuyển vế này qua và lấy âm 2 chia cho 2/3 thì ra được x đúng không nào? Như vậy đầu tiên thầy sẽ cho x bằng 0 thì suy ra y sẽ bằng 2. X bằng 0 là thế cho chỗ đây nè các em. Nghĩa là 2/3 nhân 0 thì bằng 0 này, như vậy y sẽ bằng 2. Như vậy cái điểm đầu tiên chúng ta được đó chính là điểm 0, 2. Được chưa? Thứ hai thầy cho y bằng 0 thì thầy sẽ suy ra x. X ở đây như vậy thầy sẽ chuyển cái này qua, nghĩa là bên đây 0 rồi. Như vậy thầy sẽ chuyển cái cộng 2 này qua bên đây là âm 2. Như vậy x nó sẽ trở thành là âm 2 chia cho 2/3 thì sẽ bằng là bao nhiêu? Các em này bấm cho chắc, 2 chia cho 2/3 là bằng âm 3 đúng không? Như vậy thì nó sẽ bằng là âm 3. Như vậy thì cái điểm ở đây nó sẽ là âm 3 0. Được chưa? Sau khi như vậy thì chúng ta đã cho chúng ta đã tìm được hai cái điểm của cái hàm số thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta tới là cái hàm số thứ hai. Rồi cái hàm số thứ hai chúng ta là y sẽ bằng là âm 3/2 x cộng 2. Thì thầy sẽ tiếp tục đi tìm hai điểm nữa rồi vẽ nhá. Như vậy chúng ta có x sẽ bằng 0 thì suy ra y cũng bằng gì? Đây x bằng 0 thế cho đây thì y sẽ bằng 2. Như vậy cái điểm đầu tiên cũng sẽ là 0, 0, 2. Được chưa? Cái điểm thứ hai thì cho là y bằng 0 thì suy ra x sẽ bằng là, như vậy khi y bằng 0 thì sẽ chuyển cái âm 2 này, cộng 2 này qua bên đây là âm 2. Như vậy nó sẽ trở thành là âm 2 chia cho âm 3/2. Thì như vậy thì chia thì nó sẽ là nhân nghịch đảo đúng không nào? Như vậy thì nó sẽ là gì? Nó có là 2 chia cho âm 3/2 thì bằng, kết quả là bằng 4/3. Tại vì âm chia âm thì nó sẽ ra dương rồi đúng không nào? 4/3. Như vậy ở đây cái điểm thứ hai chúng ta có là 4/3 không. Rồi sau khi chúng ta cho điểm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hệ trục tọa độ. Nó gồm có 4 phần anh em. 4 phần, phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. Rồi, thầy sẽ vẽ ra đây. Thì chúng ta vẽ trục tung ha. Tung OI OX trục hoành. Đây là y, đây là x. Được chưa? Ban đầu thầy sẽ vẽ cái đường này trước là 0, 2. Như vậy đây là 0 này, thầy sẽ chia nó 1 này, 2 này, 1, 2. Như vậy dưới đây là âm 1 đúng không? Âm 2, âm 1, âm 2. Rồi, như vậy thì ở đây là 0, 2 thì đó chính là đây, một điểm này. Đấy, thầy đánh dấu đây. Tiếp tục điểm thứ hai là âm 3, 0. Âm 3 chứng tỏ đây âm 1, âm 2. Âm 3 thì nó nằm trên trục hoành thì đây. Âm 3, 0 thì điểm đây. Như vậy thầy sẽ nói hai cái điểm này lại. Nói hai điểm này lại thì nó sẽ tạo thành cái đồ thị của hàm số y bằng 2/3 x cộng 2 đúng không?
Thì ở đây chúng ta sẽ ghi giùm thầy là y sẽ bằng là 2 phần 3 x cộng 2. Được chưa? Tiếp tục thầy vẽ hàm này. 0,2 thì nó cũng là điểm này đầu tiên nhé. Đây 0,2 thì điểm cũng là điểm đây. Tiếp tục 4 phần 3 0. 4 phần 3 là dương. Như vậy thì nghĩa là trong một cái khoảng này là sẽ lấy 3 phần. Thầy chia này 1 phần 3 2 phần 3 3 phần 3 nghe chỗ 1. Như vậy 4 phần 3 ở đây nè. Đây chính là 4 phần 3. Được chưa? Như vậy thầy sẽ nói ở đây. Đó. Như vậy thì đây chính là cái hàm số y bằng âm 3 phần 2 x cộng 2. Được chưa? Hiểu chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu B xem thử người ta nói cái gì nha. Một đường thẳng song song với trục hoành OX cắt trục tung OY. Cắt trục tung OY tại điểm có tung độ bằng 1. Cắt các đường thẳng thứ nhất và đường thẳng thứ hai theo thứ tự là M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N. Như vậy thì một cái đường thẳng nó song song với trục hoành là đây, và nó đi qua cái tung độ bằng 1 là ở đây đúng không nào? Như vậy thì đây, song song với trục hoành là trục OX đây, thấy chưa? Thầy đưa thước lên. Song song với trục OX. Như vậy thì cái đường thẳng này nó chính là y bằng bằng 1 đấy các em. Đường thẳng này đó chính là y bằng 1. Và người ta nói nó cắt cái đường thẳng 2 phần 3 y bằng 2 phần 3 x cộng 2 thì ngay chỗ đây đó chính là gì? M. Và cắt cái đường thẳng y bằng 3 phần 2 x âm 3 phần 2 x cộng 2 là ngay chỗ đây là N. N. Ngay chỗ đây thầy ký hiệu đây là A đây. Nhưng mà đây A đây. Cho nên là A hay. Rồi. Được nào. Rồi các em đã rõ chưa? Bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta ấy là đi tìm tọa độ, mục đích của chúng ta là đi tìm tọa độ. Tìm tọa độ M là bao nhiêu với là N ha? Là bao nhiêu? Rồi, ban đầu thầy sẽ hướng dẫn em tìm tọa độ M. Các em thấy này, tọa độ M được cái điểm M này được tạo ra từ cái đường thẳng y bằng 2 phần 3 x cộng 2 với lại cái đường y bằng 1, có đúng không nào? Nên là thầy sẽ tiến hành thay vô. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, vị điểm M là giao điểm của cái đường y bằng 1 và cái đường y bằng 2 phần 3 x cộng 2, nên cái tung độ của điểm M này nó sẽ bằng 1 luôn, đúng không nào? Còn bây giờ hoành độ của điểm M thì chúng ta sẽ thế vào đây này. Như vậy chúng ta có là YM thì sẽ bằng 2 phần 3 XM cộng 2, đúng không nào? Mà YM của chúng ta ấy là bằng 1 thì thế vào đây 2 phần 3 XM cộng 2. Nên thầy chuyển vế 1 sẽ trừ 2 sẽ bằng 2 phần 3 XM. Như vậy 1 trừ 2 sẽ bằng âm 1. Như vậy 2 phần 3 XM. Các em hiểu không nào? Nên chúng ta suy ra cái XM, cái hoành độ của XM này sẽ bằng âm 1 chia cho 2 phần 3. Mà chia thì nhân nghịch đảo sẽ bằng là âm 3 phần 2. Chúng ta kết luận vậy. Vậy điểm M này đó chính là âm 3 phần 2 1. Được chưa? Đó là xong, thầy đã hướng dẫn xong cái cách tìm tọa độ điểm M. Tiếp tới tọa độ điểm N nhé. Thì vị làm tương tự thôi em. Vị điểm N đây này. Điểm N đó chính là cái giao điểm của đường này với cái đường Y bằng 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự giống như của N. M. Vị điểm N là giao điểm của cái đường Y bằng 1 và cái đường y bằng âm 3 phần 2 x cộng 2.
Nên chúng ta có là IN này sẽ bằng 1 và IMN này sẽ bằng âm 3 phần 2 XN cộng cho 2. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta thế cho chỗ đây. Như vậy chúng ta có là 1 sẽ bằng âm 3 phần 2 XN cộng 2. Chuyển với đổi dấu ha. Một bài rất là dài các em thấy không? Đây là âm 1 sẽ bằng âm 3 phần 2 XN. Nên chúng ta suy ra XN sẽ bằng âm 1 chia cho âm 3 phần 2 sẽ bằng 2 phần 3. Như vậy N, vậy N của chúng ta có tọa độ là 2 phần 3 1. Được chưa nào? Như vậy thì M của chúng ta đây, N đây, chúng ta nhìn một xíu, chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Đây, một đúng một trang giấy A4 thôi em. Gặp lại cho điểm này, vị hình này. Không hiểu thì xem lại lần nữa nhé. N này, M này, N này, thấy chưa? Rồi, chúng ta đi sang bài tiếp theo nhé, bài 26 nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 26. Cho hàm số bậc nhất y bằng ax trừ 4, ký hiệu đây là 1. Hãy xác định hệ số A trong mỗi trường hợp sau. Câu A: đồ thị hàm số 1 cắt đường thẳng y bằng 2x trừ 1 tại điểm có hoành độ bằng 2. Như vậy thì cái đồ thị 1 này này, nó cắt cái đồ thị này, vì cái đồ thị hàm số 1 cắt cái đường thẳng y bằng 2x trừ 1 tại điểm có hoành độ bằng 2. Khi mà có cái hoành độ bằng 2 nghĩa là gì? Nghĩa là suy ra ở đây là x bằng mấy? X là bằng 2 và y là bằng mấy? Bằng 0. Chúng ta thế vào 1 này. Như vậy có x bằng 2, y bằng 0, chúng ta thế vào 1. Thế vào 1 ta được. Như vậy thì ở đây y là bằng 0 thì chúng ta thế đây là 0. X của chúng ta là 2, đây trừ 4, được chưa? Như vậy thì 0 thì đây là 2a này, trừ 4, chúng ta chuyển cái âm 4 qua đây, trở thành là, đổi dấu là trở thành 4, 2a. Như vậy suy ra a sẽ bằng 4 chia 2 sẽ bằng 2. Chúng ta kết luận ở đây vậy a bằng 2. Được chưa nào? Ok chưa? Chúng ta hiểu đúng không? Chúng ta đi sang câu B nhé. Rồi chúng ta có câu B. Đồ thị hàm số 1 cắt đường thẳng y bằng âm 3x cộng 2 tại điểm có tung độ bằng 5. Như vậy thì để mà nó cắt cái đường thẳng y bằng âm 3x cộng 2 tại điểm có tung độ bằng 5, thì chúng ta thấy một điều rằng cái đường thẳng này này, nó sẽ đi qua cái điểm A. Như vậy thì cái đường thẳng y bằng âm 3x cộng 2, đúng không nào, nó đi qua một cái điểm A nào đó, đi qua điểm A và có tung độ bằng 5, đúng không nào? Nên là do đó hoành độ của điểm A là nghiệm của cái phương trình, là nghiệm phương trình. Như vậy ở đây hoành độ của thầy nói ở đây là tung độ nhé, đây là tung độ bằng 5. Nên bây giờ chúng ta đi tìm hoành độ điểm A. Như vậy thì IA ở đây đã bằng 5 rồi, cái đúng nào? Như vậy hoành mà IA của chúng ta lại bằng âm 3 XA cộng 2. Như vậy chúng ta thế cho chỗ đây. Như vậy thì 5 sẽ bằng âm 3 XA cộng 2. Chúng ta chuyển qua 5
trừ 2 bằng âm 3 xa. Nên đây bằng 3 bằng âm 3 xa, nên chúng ta sẽ đi tìm cái hoàn độ của điểm A sẽ bằng 3 chia cho âm 3 thì sẽ bằng âm 1. Như vậy điểm A, vậy điểm A của chúng ta sẽ có cái tọa độ nó sẽ là âm 1 5. Mà trong khi đó cái đường thẳng 1 của chúng ta đây này, mục đích cuối cùng là chúng ta đi tìm A nhỏ đây, mà cái đường thẳng 1 này nó chắc chắn nó sẽ đi qua điểm A đây, đúng không nào? Mà cái đường thẳng 1 cũng đi qua A, cũng đi qua điểm A có tọa độ là âm 1 5, đúng không nào? Nên chúng ta sẽ có là gì, mà cái đường thẳng 1 của chúng ta là gì, đâu rồi, y bằng ax trừ 4, đúng không? Bây giờ x ở đây chính là âm 1 là thế cho đây, 5 là chúng ta thế cho chỗ đây. Như vậy thì 5 sẽ bằng a nhân cho âm 1 trừ 4, 5 sẽ bằng là âm a trừ 4, chuyển qua là 5 cộng 4 bằng âm a. Như vậy đây là bằng 9, đây âm a. Nên chúng ta quay ngược trở lại, quay ngược trở lại thì suy ra a sẽ bằng âm 9. Chúng ta kết luận ở đây, vậy a sẽ bằng âm 9. Được chưa? Chúng ta thấy hiểu không nào? Rồi, như vậy chúng ta cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ cho các bạn, và nhớ click quảng cáo đồng hồ thầy nhé. Bài 26 đó em, cũng khá là khó. B này, 6B. Đầu tiên chúng ta tìm tọa độ A trước. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.